sai lầm khi chúng ta điều trị rối loạn cương dương làm mất cả 100 triệu đồng mà không hiệu quả. Hiện nay thì với sự tiến bộ của y học và cái sự phát triển của Internet thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị một số các cái vấn đề liên quan đến sinh lý ngay tại nhà, và trong đó thì có cái tình trạng là rối loạn cương dương. Mặc dù cái điều này nó mang đến rất nhiều những cái lợi ích, các cái tiện lợi như là chúng ta tiết kiệm được thời gian di chuyển, tiết kiệm được chi phí, cũng như là giúp chúng ta có thể có một cái tinh thần thoải mái hơn. Tuy nhiên thì nó cũng nảy sinh rất nhiều những cái sai lầm có thể khiến cho cái việc chúng ta điều trị dẫn đến tiền mất tật mang. Vậy đó là những cái sai lầm nào thì hãy theo dõi hết cái video này để các bạn có thể biết cách chúng ta tránh khỏi những cái sai lầm như vậy, tránh tiền mất tật mang các bạn nhé. Cái sai lầm thứ nhất mà tôi muốn nhấn mạnh với tất cả anh em ở đây đó là rất nhiều người tìm kiếm và tin vào những cái giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên các bạn cần phải hiểu cho tôi một cái điều như này, là khắc phục được rối loạn cương dương là một quá trình đòi hỏi cái sự kết hợp giữa thay đổi lối sống, tập luyện cũng như là sử dụng các cái liệu trình điều trị một cách hợp lý nhất. Và không có bất cứ một cái loại thần dược nào khi mà chúng ta uống vào nó khỏi ngay, mà nó không có bất cứ một cái tác dụng nguy hiểm nào cả. Tất cả những cái loại thuốc đó là những loại thuốc kích dục. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái loại thực phẩm chức năng, các cái loại kẹo, các cái loại sâm, các cái loại tất cả rất loại được quảng cáo tràn lan. Mặc dù các cái sản phẩm trên có thể gì cải thiện chức năng tình dục của chúng ta, nhưng tác dụng rất ngắn và để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Đặc biệt là gì, chúng tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ rủi ro, bao gồm những cái phản ứng với các cái loại thuốc chúng ta đang sử dụng, chúng ta đang điều trị, hoặc là các cái vấn đề thể chất của chúng ta, cũng như là gì rất nhiều những cái tác dụng mà nó ảnh hưởng đến cái khả năng sinh hoạt về lâu dài của chúng ta. Và thay vào đó thì các bạn hãy tiếp cận một cái giải pháp toàn diện, bao gồm chúng ta hãy thay đổi cái lối sống thực sự của chúng ta là gốc rễ của vấn đề, giải quyết các cái vấn đề về yếu tố tâm lý, sử dụng các cái loại thuốc được gì cấp phép an toàn, được bác sĩ tư vấn cải thiện, để chúng ta có thể làm sao cải thiện một cách toàn diện nhất cái sức khỏe sinh lý, đem lại cái hiệu quả nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Cái điều số 2 mà tôi muốn tư vấn với các bạn là rất nhiều người chúng ta có cái xu hướng là gì, chúng ta xem nhẹ cái tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần trong cái việc mà chúng ta cải thiện cái sức khỏe sinh lý, sức khỏe tinh thần các bạn ạ. Các cái vấn đề sức khỏe tâm thần như là khi mà chúng ta căng thẳng, stress kéo dài, lo lắng, trầm cảm thì có thể tác động rất nhiều đến cái chức năng và cái ham muốn tình dục của chúng ta. Cái việc các bạn bỏ bê cái sức khỏe và tinh thần, rất nhiều người bỏ bê sức khỏe tinh thần có thể là một cái rào cản rất lớn để anh em chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng về rối loạn cương dương. Cái thứ ba là rất nhiều những cái vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến cái khả năng cương cứng của chúng ta, bao gồm khi mà dương vật của chúng ta rất nhiều những cái bệnh lý như là tiểu đường này, tăng huyết áp, các bệnh lý về tim mạch. Khi mà chúng ta bỏ qua những cái tình trạng sức khỏe tiềm ẩn này thì có thể gây nên những cái hậu quả, những cái khó khăn cản trở trong việc chúng ta điều trị các vấn đề về sức khỏe sinh lý, đặc biệt là các vấn đề về rối loạn cương dương. Khi mà các bạn có các cái bệnh lý nền này, các bạn hãy điều trị một cách ổn định các bệnh lý này trước, hãy điều trị ổn định các bệnh lý nền trước, sau đó thì chúng ta mới điều trị các cái bệnh lý về rối loạn cương, về xuất tinh sớm. Và để cải thiện cái sức khỏe tình dục là một cái quá trình đòi hỏi cái sự kiên trì, cái sự bền bỉ và đúng phương pháp điều trị một cách toàn diện. Nó có thể rất khó để chúng ta có thể điều trị một mình được, mặc dù rất nhiều những thông tin trên mạng, nhưng mà không ai kiểm chứng được cái tính chính xác cũng như là các cái thông tin đó. Cái vấn đề đặt ra là như vậy thì bạn phải có cái sự đồng hành của bác sĩ trong cả cái quá trình để bạn luôn luôn được giải đáp những cái thắc mắc của bạn, để bạn có thể có được cái kết quả điều trị một cách chính xác nhất. Và cái việc cải thiện sức khỏe sinh lý nói chung và khắc phục cái tình trạng rối loạn cương dương nói riêng ngay tại nhà là có thể các bạn nhé, là hoàn toàn có thể. Nhưng mà để có thể đạt được tối đa hóa được cái hiệu quả trong cái quá trình mà chúng ta điều trị, như là đảm bảo cái sự an toàn này, tránh mất tiền vô ích này, thì các bạn nên tự giúp đỡ chính mình bằng cách là gì? Tìm đến sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa về nam khoa. Tóm lại như này, các cái lầm tưởng về việc chúng ta tự cải thiện các vấn đề về rối loạn cương dương ngay tại nhà là một cái niềm tin rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng và dẫn đến những cái điều rất nguy hại về sau. Và chúng ta hãy điều trị nó một cách toàn diện, một cách kết hợp nhất để chúng ta tránh được những cái nguy hiểm không cần thiết. Và các bạn có thể tham khảo thêm thông tin và các cái phương pháp chính xác để cải thiện vấn đề sức khỏe tình dục của mình. Rối loạn cương dương nó đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Ở nam giới, ở trong cái độ tuổi khoảng đôi 30 cũng có nguy cơ mắc cái bệnh này. Tuy nhiên thì khi mà mắc phải cái tình trạng này thì đàn ông thường chúng ta hay có cảm giác là ngại ngùng, giấu giếm, nên là chúng ta sẽ trì hoãn cái việc thăm khám và điều trị.
Và thay vào đó thì chúng ta sẽ tự ý tìm hiểu xem các quảng cáo ở trên mạng hay được người này mách, được người kia mách để chúng ta sử dụng một cái loại thuốc gì đó. Và thêm vào đó thì đàn ông khi mà gặp phải cái tình trạng này, chúng ta thường là chúng ta muốn là gì? Nhanh chóng, cái tâm lý là nhanh chóng để điều trị khỏi bệnh. Nên là đâm ra cứ thấy cái gì hay là gì, cứ ai giới thiệu bất cứ một cái gì hoặc xem ở đâu là chúng ta áp dụng mà chúng ta không cần biết là nó có an toàn hay không, nó có đảm bảo hay không. Bốn cái sai lầm phổ biến khi mà anh em tự chữa rối loạn cương dương. Cái thứ nhất bạn phải lưu ý cho tôi, đó là việc mà lạm dụng các loại thuốc cường dương cấp tốc, các loại thuốc kích dục cấp tốc. Khi mà đàn ông mà chúng ta tự ý sử dụng các loại thuốc này thường xuyên thì các loại thuốc này có thể gặp rất nhiều các cái tác dụng, như là gì, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng cương cứng của chúng ta, về lâu về dài có thể gây phù nề, bí tiểu hoặc là những cái tác dụng phụ rất nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta không được cải thiện nó một cách kịp thời thì nó có thể làm tổn thương cái cơ vòng, cơ trơn, thậm chí là gì, nó gây cái tình trạng viêm nhiễm và hoại tử cầu nhỏ. Và trên thực tế thì có rất nhiều anh em đã chia sẻ với tôi là gì, tại sao anh tốn rất là nhiều tiền điều trị rất là nơi, uống rất là nhiều thuốc rồi mà mãi không khỏi được, chỉ được một thời gian rồi đâu nó lại vào đấy. Thì đó chính là cái lý do là cái loại thuốc này nó chỉ tác động đến cái phần ngọn thôi các bạn, nào nó chỉ điều trị đến phần ngọn thôi. Khi mà chúng ta sử dụng lâu dài nó sẽ đến là nhờn thuốc. Và do đó thì anh em phải đặc biệt lưu ý cho tôi là hạn chế sử dụng cái loại này. Và cái số 2 này là chúng ta lạm dụng các cái món ăn truyền miệng. Rất nhiều anh em tác dụng, nghe nói về cái tác dụng của các cái loại thực phẩm như là gì, tinh hoàn động vật, nhung hiêu hay gì, rất nhiều các loại khác mà chúng ta truyền tai nhau, và đối với việc này giúp cho tăng cường cái chức năng sinh lý của anh em nam giới, mặc dù nó chưa được kiểm soát, chưa được kiểm chứng, nhưng mà rất nhiều anh em chúng ta mua về chúng ta sử dụng. Những cái món ăn này nó có chứa rất nhiều các cái cholesterol xấu. Những cái cholesterol nó gây hại cho sức khỏe của chúng ta, nó làm tăng mỡ máu, gây xơ vữa động mạch. Đặc biệt là gì? Nó gây nguy hiểm đến những người mà thừa cân, béo phì hay là rối loạn mỡ máu, cao huyết áp, và làm tăng các cái nguy cơ mắc các bệnh đột quỵ và tai biến. Và cái số 3 đó là một cái sai lầm mà có đến 90% anh em chúng ta gặp phải. Đó là gì? Chúng ta dùng các cái bài thuốc dân gian, các loại rượu bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý như này, cái phương pháp này nó mang lại cái hiệu quả khá thấp anh em ạ. Chủ yếu là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường sức khỏe và nó không có tác dụng trực tiếp vào cái quá trình, đặc biệt là cái quá trình sản xuất cái nội tiết tố testosterone. Và về lâu về dài nó rất khó để nó cải thiện được cái chức năng sinh lý của chúng ta. Và nguy hiểm hơn, rất nhiều người khi mà sử dụng các loại rượu ngâm thì không rõ nguồn gốc. Rất nhiều trường hợp khi mà mình trực tại các cái khoa cấp cứu ấy, thì gì, anh em phải nhập viện do sử dụng liều quá cao và gì quá nhiều ở cái mức cho phép, rất là nguy hiểm anh em ạ. Và cái cuối cùng, cái thứ tư, đó là việc anh em lạm dụng các cái loại hormone gì, các cái phương pháp mà chúng ta tiêm này, chúng ta chích này, hoặc là chúng ta dán các loại hóa chất hormone hay các cái loại nội tiết tố ngoại sinh, có thể làm tăng cường cái sự cương cứng, cải thiện các cái chức năng tình dục của chúng ta rất là nhanh. Tuy nhiên thì nó là một cái con dao hai lưỡi anh em ạ. Khi mà chúng ta dùng thường xuyên nó sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến chức năng gan, chức năng thận, có thể thậm chí là một số trường hợp làm teo tinh hoàn và tăng nguy cơ mắc các bệnh về phì đại tuyến tiền liệt, các bệnh tim mạch và thậm chí là ung thư. Việc mà chúng ta sử dụng các loại thuốc này và không theo bất cứ một chỉ định, không theo bất cứ một theo dõi và hỗ trợ nào của bác sĩ thì vô cùng nguy hiểm anh em ạ. Và nếu mà rối loạn cương dương ở cái mức độ nhẹ thôi thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là gì, chúng ta hãy thay đổi cái lối sống của chúng ta, kết hợp với việc gì, ăn uống, tập luyện thể thao một cách khoa học, và chúng ta nên bổ sung thêm các loại chất xơ, đặc biệt là các loại rau xanh mà đậm màu thì càng tốt nhá. Ngủ đủ giấc, chất lượng giấc ngủ đủ, và chúng ta hạn chế cái việc thức khuya, tránh xa hoàn toàn các loại thuốc lá, bia rượu và các cái chất kích thích khác. Và chúng ta phải kiểm soát cái sự căng thẳng này, hãy tránh xa những cái stress căng thẳng, và có thể tập các cái bài tập Kegel, nó có tác dụng nâng cao cái sức mạnh của các cái nhóm cơ, đặc biệt là cơ sàn trậu, nó giúp cải thiện cái chất lượng của cái việc chúng ta quan hệ rất là nhiều anh em. Và với cái sự tiến bộ của y học hiện nay, sự tiến bộ rất nhanh của y học hiện nay thì các bạn có thể chữa khỏi hoàn toàn được cái chứng rối loạn cương dương anh em nhé. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, anh em có thể chữa khỏi hoàn toàn rối loạn cương dương nếu anh em được phát hiện sớm, được điều trị đúng cách, kết hợp với việc chúng ta điều trị một cách toàn diện, thay đổi lối sống, tăng cường tập thể dục thể thao, tăng cường testosterone nội sinh, rất nhiều các cái phương pháp để giúp cho chúng ta lấy lại phong độ, tìm lại bản lĩnh phái mạnh.
Và do đó thì hãy bỏ ngay những cái sai lầm mà tôi vừa mới liệt kê ở trên nhé. Còn nếu mà bạn có bất cứ một cái thắc mắc hoặc là cần tư vấn về các cái vấn đề sức khỏe, các cái bệnh lý nam khoa như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hoặc là các cái tình trạng suy giảm ham muốn thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi để tôi cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành, hỗ trợ và cùng bạn cho bạn những cái giải pháp để bạn có thể cải thiện được các vấn đề của mình, giúp bạn duy trì một trạng thái sung mãn và thăng hoa hơn. Hạnh phúc gia đình sẽ được duy trì từ đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ Mạnh trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên là gì đăng ký kênh và chia sẻ video để nhận được nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe mà tôi sẽ cập nhật hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.